Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án Plendi iDrop. Đây là một cái plane có ký hiệu là PLD. Đây là một cái dự án sẽ phát khoảng 1.000 PLD nhé. Bạn mình làm từ lúc sáng thì nó đã trả về ví rồi, sau vòng 24 giờ nhé. Thì còn cái rep thì chưa là thấy nó trả đâu mọi người nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái dự án này. Mình thấy là cái dự án này có đánh IP mọi người ạ, thì cái ví khác cũng không không làm được, một trên một máy tính chỉ được một ví thôi. Đấy, thì mình sẽ vượt qua captcha dán cái ví BEP20 nhá. Ví ở trên MetaMask hoặc là trên Trust Wallet đều được. Các bạn dán vào đây, vượt qua captcha, ấn Submit nhá. Đấy, vào trong thì nó sẽ hiện ra này nhá. Đây là ví của mình này. Đây là cái contract nhá. Còn đây là rep link, thì các bạn copy lấy link này giới thiệu bạn bè của mình có tham gia để nhận thêm 20 đồng trên một rep. Tiếp theo ở bên dưới thì các bạn theo dõi cho mình cái Telegram group nhé, theo dõi Twitter này, đây các bạn theo dõi Twitter cho mình, theo dõi Twitter nhé, đấy, like này, retweet thì mọi người vẫn retweet with comment nhé, các bạn copy lấy cái tag này này ở trên này, đây, mọi người copy lấy tag này dán vào đây. Các bạn tiếp theo là các bạn tắt cho mình ba bạn bè nhé. Đấy, bạn bè thì các bạn sẽ tìm này, ví dụ bạn Dương này, đấy đấy các bạn tắt một này, hai này, ba bạn này, đấy ba bạn, các bạn ấn vào tweet nhé. Cái này thì mình tweet rồi cho nên mình không tweet lại nữa. Tiếp theo là mọi người sẽ nó sẽ hiện ra cái tag ở đây nhé, tại vì mình định cái làm ICC phụ để hướng dẫn cho mọi người, nhưng mà nó lại đánh ấy, cho nên là mình sẽ hướng dẫn bằng cách này. Thì các bạn, nó sẽ hiện ra cái tag ở bên dưới là có một cái chỗ để các bạn điền tên Telegram nhé. Thì mọi người vào Telegram, ấn vào phần setting, các bạn copy lấy cái tên này dán vào đây. Tiếp theo nữa là ở bên dưới nữa là có tên Twitter, thì mọi người sẽ vào trong Twitter profile, mọi người copy lấy cái tên Twitter này nhé, đấy, dán vào. Đấy, xong các bạn ấn vào Submit hoặc là ấn vào Send nhé. Đấy, thì nó sẽ hiện ra đây, Tag Complete và AirDrop sẽ trả trong vòng 24 giờ. Đấy. Cái dự án này thì mình thấy là cái AirDrop của nó cũng khá là nhiều người đã tham gia, khoảng hơn 30.000 rồi. Đấy, thì bạn nào mà chưa tham gia cái dự án này thì mọi người làm theo hướng dẫn của mình để tham gia nhé. Link mình sẽ để bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn iDrop này của mình nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này. Hẹn gặp lại mọi người ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé.